Hay là mình tính cách khác đi, đi vay mượn hay là nhờ người khác giúp đỡ. Chứ tình hình này căng lắm. Tôi nghĩ không nhờ được sự giúp đỡ của ông Phương đâu. Ngoài anh ấy ra, trong thị xã này còn có ai có thể giúp đỡ gia đình mình trong lúc này chứ? Vậy bây giờ phải làm sao hả ba? Bây giờ chỉ còn có cách là do con thôi. Con? Con thì làm được gì vậy? Tuy bác Phương đã quay mặt lại với gia đình mình, nhưng thằng Trình thì không. Nó vẫn yêu con rất nhiều, cho nên chỉ có nó mới có thể thuyết phục được bác Phương thôi. Vậy là ba định kêu con nhờ anh Trình thuyết phục ba nấy giúp gia đình mình sao? Đúng vậy. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Bây giờ chỉ có con là người làm được chuyện đó thôi. Không lẽ con không lo cho gia đình sao? Dạ không phải. Ông à, ông đừng làm khó con mà. Hay là mình tìm cách khác đi. Bà nói thì hay lắm. Bà thử nói coi còn có cách nào nữa không. Ba cho con ít thời gian để con suy nghĩ. Thật sự thì bây giờ con vẫn chưa thể quyết định được gì. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Người ta sắp đòi nợ tới nơi rồi mà con còn lưỡng lự nữa là sao? Thằng Trình nó rất yêu con, chỉ cần con nói một tiếng thôi là nó đồng ý ngay. Nhưng mà con thấy như vậy giống lợi dụng anh ấy quá. Ba, cho con thêm thời gian để suy nghĩ đi. Thôi, con nó đã nói vậy rồi chứ nó có từ chối đâu mà. Ông đừng có ép con nữa. Thôi được rồi, ba cho con một tuần lễ để suy nghĩ và chuẩn bị mọi thứ. Sau đó hãy tìm cách mà thuyết phục thằng Trình, có nghe chưa? Dạ con biết rồi. Nếu con Quân bằng lòng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông đừng có lo nữa mà. Dạ con của chị đây, con bé rất xinh nè. Dạ đây chị, chị bồng cháu đi. Bác sĩ nói tôi mang song thai, vậy còn một đứa con nữa của tôi đó. Bác sĩ, cô ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với con tôi? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu hả cô? Cô nói đi. Rất đáng buồn, đứa con song sinh còn lại của chị đã mất trong quá trình sinh nở. Chị ơi chị ơi chị ơi chị có sao không chị? Chị ơi, chị ơi chị ơi chị ơi chị có sao không chị? Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Thì ra là giấc mơ thôi. Không, không phải giấc mơ mà là ác mộng. Ác mộng. Thưa ơi, con đang ở đâu?
lại tính trốn hay sao đây? Thị Quân. Ba. Con lại tính trốn đi theo thằng Hùng nữa hả? Đâu có ba. Vậy tại sao trong nhà không ở, ra ngoài này làm gì? Thì con ra ngoài này hít thở không khí trong lành, ở trong nhà ngột ngạt quá à. Con không qua mặt được ba đâu. Đã bỏ trốn được một lần thì thế nào cũng bỏ trốn lần thứ hai. Ba đang theo dõi canh chừng con hả? Đúng vậy. Ba canh chừng cho đến khi nào con hồi phục lại trí nhớ thì thôi. Sao tự nhiên chị lại thay đổi giống chị em vậy? Chị đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù có chống đối lại thì cũng không làm được gì, lại còn bị nhốt ở trong phòng nữa. Chị thật sự không muốn như vậy. Nhưng chị thay đổi như vậy á thì ba em cũng vẫn ép chị thuyết phục anh Trình đó. Nhưng mà dù sao tự do vẫn còn tốt hơn là bị nhốt ở trong phòng chứ. Với lại dạo gần đây chị không còn những giấc mơ kỳ lạ về chị của em nữa. Chị muốn tìm hiểu và mong là sẽ tìm thấy chị của em để làm sáng tỏ mọi chuyện. Vậy bây giờ chị nên làm gì? Một tuần nữa là chị phải thuyết phục anh Trình rồi. Em nghĩ á, nếu thuyết phục được á thì thế nào chị cũng phải là ảnh thôi. Chị cũng chưa biết nữa. Nhưng mà dù sao cũng còn một tuần lễ nữa mà. Từ giờ cho đến lúc đó chị sẽ tìm cách. À, cho chị hỏi em một vài chuyện nha. Chị muốn hỏi chuyện gì? Em có thể chỉ cho chị từ đây đến chợ có xa không và đi hướng nào? Sao chị lại hỏi như vậy? Chị hỏi để biết thôi. Chị không cần phải giấu em. Em biết chị hỏi vậy á là để tìm cách trốn khỏi đây. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không nói lại với ba đâu. Cảm ơn em. Chị định trốn đi ngay bây giờ hả? Không, chị chỉ hỏi đường chỉ để biết trước thôi. Chị muốn ở đây một vài ngày để tìm hiểu về nơi đây, và hy vọng là chị sẽ tìm ra được chị em. Nhưng mà trước mắt chị phải tìm cách để đối phó với ba em đã. Em ủng hộ chị. Có chuyện gì thì chị cứ gọi em đi. Cảm ơn em. Dạ, cô chào bác. À, Trinh, ngồi đi con. Dạ. Để bác kêu con Quân ra nói chuyện với cô. Chào anh Trình, anh Trình mới tới chơi. Chị em đâu rồi? Chị em đang ở trong á. Con vô kêu chị Quân ra đây, nhanh lên. Dạ. Dạ. Con tới cũng thật đúng lúc, bác cũng tính kêu con qua đi chơi. Dạ, có chuyện gì hả bác? Bác muốn để con với con Quân tâm sự nhiều hơn. Sau chuyện xảy ra vừa rồi, chắc là hai đứa có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Nhưng Quân đang bị mất trí nhớ. Cô ấy còn không nhớ con là ai thì làm sao mà tâm sự? Thì con cứ nói chuyện với nó đi. Biết đâu nói chuyện với con sẽ giúp nó nhớ lại tất cả những chuyện vừa rồi thì sao? Dạ cũng khó lắm bác.
Trừ khi Quân nói chuyện với một người thật đặc biệt, như là người yêu của Quân chẳng hạn. May ra cô ấy có thể nhớ một chút gì đó, chứ con thì chắc là không giúp gì được đâu. Như lại nếu Quân không muốn nhớ thì có ép cũng không giải quyết được gì. Con nói vậy là sao? Ý con là không nên ép thì Quân quá, cứ để tự nhiên nhiều khi sẽ tốt hơn. Chào anh. Chào em. Anh mới qua chơi hả? Ừ, anh mới qua. Em khỏe hẳn chứ? Ừ, em cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm em. Bác. Hả? Hôm nay con đi ngoài đường, con thấy có một tờ thông báo rất là lạ. Kỳ sao hả con? Dạ, con thấy có đề bản tìm một cô gái mất tích, khoảng 20 tuổi, cao 1m70. Ngoài 20 tuổi còn trẻ vậy sao? Dạ, chắc là cũng cậu tuổi Quân đó bác. À, Quân nè, Quân nhớ anh là ai chưa? Em nhớ rồi. Em tên là Thùy Quân, còn đây là gia đình của em. Anh là Thuận Trình, chồng chưa cưới của em. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì của Thư hết, cũng chẳng thấy công an ở đó gọi điện báo nữa. Không lẽ họ không thể tìm thấy được cô ấy sao? Thôi được rồi, tôi đã báo về đơn vị, chuyện đó để tôi giải quyết. Ừ, được rồi. Chào anh. Chào anh, mời anh ngồi. Dạ. Anh đến đây nhờ chúng tôi giúp việc gì? Tôi muốn trình báo. Anh muốn trình báo chuyện gì? Một người bạn của tôi đã mất tích mấy ngày nay. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Anh có chắc là cô ấy bị mất tích không? Hay là cô ấy đi đâu đó? Không, tôi tin chắc là cô ấy đã bị mất tích, cho nên tôi mới đến đây để trình báo với mấy anh. Vậy cô ấy bị mất tích ở đâu? Tại một thị trấn nhỏ ở An Giang. An Giang? Vậy anh có trình báo với công an địa phương chưa? Tôi đã trình báo rồi, nhưng mà đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì cả. Thật sự tôi rất lo lắng. Tôi mong mấy anh công an thành phố hãy điều tra giúp tôi nha. Làm ơn đi. Thôi được rồi, nếu như anh khẳng định là bạn anh bị mất tích. Dạ. Vậy thì anh cứ điền vào bản tường trình này những thông tin cần thiết nhất, và cả số điện thoại của anh và tờ tường trình này, để chúng tôi sau này tiện liên lạc với anh. Dạ. Tôi mong là các anh khẩn trương điều tra giúp cho tôi. Thật sự tôi rất lo lắng cho cô ấy. Được rồi, anh cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh. Bây giờ anh cứ điền vào tờ khai này đi. Dạ dạ, cảm ơn anh, tôi sẽ ghi ngay. Con Quân bây giờ đã phục hồi trí nhớ rồi, phải ăn mừng chứ. Dạ. Anh Trinh, em xin lỗi vì chuyện hôm bữa. Anh cứu em mà em lại đối xử với anh như vậy. Nhưng mà thật sự em không nhớ gì hết. Anh đừng có giận em nha. Em nhớ trở lại là tốt rồi, nhưng mà em có nhớ tại sao em đi lạc vào rừng không? Em có bị ai bắt cóc không? Không.
Em không nhớ một chút gì về những chuyện xảy ra lúc đó sao? Em nói thiệt mà, em không nhớ gì hết. Mà sao anh lại hỏi vậy? Không có gì, anh chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Anh ngạc nhiên về chuyện gì? Anh vẫn không hiểu, sắp tới giờ rước dâu mà em lại bỏ đi đâu? Và tại sao em lại nằm bất tỉnh trong rừng lúc anh tìm thấy em? Nhưng em vẫn nhớ anh là chồng chưa cưới của em mà. Hay là thằng Hùng lén vào phòng chụp thuốc mê bắt em vào rừng? Em bị ảnh hưởng thuốc mê nên mất trí nhớ. Ngày nào chưa bắt được thằng Hùng thì anh chưa thể yên tâm được. Anh Trình, không phải là anh Hùng làm đâu. Anh đừng có truy bắt ảnh nữa. Sao em biết? Không, nhất định anh phải bắt được nó. Thôi thôi, đừng có nói mấy cái chuyện đó nữa, mất công á mọi người mất vui. Khi nào tổ chức ăn mừng được đây? Dạ, hay là chờ bắt được thần Hùng rồi mình tổ chức ăn mừng cũng không muộn, được không bác? Như vậy cũng được. Dạ. Sao lạ vậy? Rõ ràng cô gái này không phải là Quân, vậy tại sao bây giờ nhận mình là Quân? Không lẽ mình nhầm sao? Đứng lại! Đứng lại! Đuổi theo nó nhanh lên! Đứng lại mày! Bắt được là mày chết với tao! Đứng lại! Hả? Từ từ! Tao với mày bọc đầu đó đi! Chạy hướng này! Rồi! Đứng lại chưa? Chết cha mày với tao nè! Đứng lại! Mày! Chạy với mày! Mày chết! Ây da! Trời ơi! Mày chạy cái gì vậy? Mày! Mày đuôi hả? Sao chạy thẳng cho tao? Mày nói ai đuôi? Đuôi cái đầu mày á! Tao được theo nó chạy trước tao chạy sau! Tự nhiên mày sẵn ngang ai né kịp! Tao sao bắt được nó rồi? Mày đúng là thằng ăn hại! Cái gì? Mày nói tao ai nói mày á? Bây giờ thôi, thằng hại cái đầu mày á! Mày thôi! Tụi bay tối ngày cắn nhau như chó vậy! Mày biết gì mà nói? Nó sống rồi đó! Mày giết tao đi! Mày thấy đâu không? Nó chạy như người vậy! Mình ta sẽ bắt được nó! Bởi vậy tao mới kêu mày á bọc đầu nó! Rốt cuộc bây giờ nó chạy mất tiêu rồi! Kỳ này về chết chắc rồi đó! Đúng rồi đó! Chuyến này mình để cho thằng Hùng chạy thoát là mình về mình chết chắc với đại ca luôn á! Tụi bay lo suy nghĩ tìm cách nói chuyện với đại ca đi! Tối ngày cãi nhau được cái gì? Cách gì chứ? Giờ chỉ còn có cách á là biến đi khỏi xứ này thôi. Mày làm cái gì đó? Ê, tụi bay có ngửi thấy mùi gì không? Tao có ngửi thấy cái mùi gì đâu. Mũi mày có vấn đề hả? Tao không thèm cãi nhau với mày. Hình như thằng Tư Đạt nó nói đúng rồi đó. Đằng trước có mùi khác. Mày nói lỗ mũi ai có vấn đề? Lỗ mũi mày mới có vấn đề đó. Tụi bay thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Đi hướng này nè. Lần này á, ráng hỉnh cái lỗ mũi lên nha. Ê, mùi nó phát ra từ đây nè. Ê, thấy chưa mày? Đúng là con ngựa ở đây. Chứ còn gì nữa, than chưa tàn, khói chưa hết nữa kìa. Tư Đại nó nói đúng rồi đó. Vừa mới có ngựa ở đây, nhưng mà đó là ai? Thì mấy thằng xì ke hút chích. Chứ bình thường ai mò vô đây làm gì? Chưa chắc đâu rồi nha. Đừng có đón mò nữa, đi về đi. Ê, khùng đó mày. Cái gì? Mình mới vừa để sống thằng Hùng, giờ mà mình về á, đại ca bầm mình nhừ xương luôn đó.
Bộ mày quên tụi mình vừa phát hiện ra cái gì sao? Lấy tin này về báo cho ổng, thế nào thì ổng cũng sẽ bỏ qua thôi, hiểu không? Hay, mày đúng là lắm mưu nhiều kế. Đi. Không biết mẹ và em đang làm gì. Phải cẩn thận mới được. Không thể để mẹ phát hiện. Còn một chút cơm nguội mẹ để dưới bếp, con xuống lấy mà ăn. Mẹ vô ăn chung với con luôn đi. Mẹ chưa thấy đói, con ăn trước đi. Mẹ ơi, không biết bây giờ anh Hùng đang ở đâu nữa. Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ chỉ cầu mong sao anh con được mạnh giỏi thôi. Cò. Dạ. Con ra ngoài lấy chiếc xe vô rồi ăn cơm. Dạ. Mẹ ơi, có tờ giấy gì nè mẹ. Giấy gì vậy? Con cũng không biết nữa. Đưa mẹ coi coi. Hay là giấy nợ? Mẹ, con xin lỗi vì đã không giúp được gì cho mẹ, mà còn làm cho mẹ buồn và phải lo lắng vì con. Con đã lỡ dại vì chỉ nghĩ làm sao để có tiền chữa trị cho mẹ. Con thực sự không cố ý phạm tội. Giờ con rất hối hận. Mẹ hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và dặn thằng Cò là đừng bao giờ mắc phải sai lầm giống như con. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Hùng đó. Sao rồi mẹ? Anh Hùng sao rồi? Con ơi. Không. Con ơi. Con không tin. Con không tin anh Hùng là người như vậy đâu. Không, con không tin anh Hùng là người như vậy đâu. Mẹ ơi, anh Hùng không phải là người như vậy đâu. Anh Hai ơi, em nhớ anh Hai đâu. Anh Hai ơi, anh đang ở đâu? Anh về với mẹ và em đi anh Hai. Cái gì? Tụi bay muốn chết hả? Dạ, tụi em xin lỗi đại ca. Tao không muốn tụi bay xin lỗi. Tao muốn hàng của tao. Nếu tụi bay mà không mang hàng được về đây thì đừng trách tao tàn nhẫn. Cái này chắc chắc tiêu quá. Không sao đâu, dù sao tụi mình cũng là đàn em thân tín của đại ca mà. Dạ, đại ca cho gọi tụi em. Thằng Cường làm mất hàng của tao rồi, tụi bay đi tìm xử nó và đem hàng về đây cho tao. Dạ. Khử Cường gà là chuyện nhỏ đại ca, nhưng mà hàng mất rồi tụi em biết đường đâu mà tìm. Tìm ở đâu là chuyện của tụi bay, tao chỉ cần lấy hàng lại là được rồi. Nếu mà không làm được á thì liễu hồn đó. Dạ, tìm hàng là chuyện nhỏ, tụi em chỉ cần bắt thằng Cường gà khai ra thằng nào lấy hàng là được chứ gì.
À, nhưng mà tụi em có chuyện quan trọng muốn báo với đại ca. Chuyện gì mà quan trọng hơn hàng của tao? Dạ, dạ chuyện của thằng Hùng. Bộ tụi bay tìm được nó rồi sao? Dạ, dạ chưa. Nhưng mà tụi em tìm được một số dấu vết quan trọng ở trong rừng á. Đúng rồi đó đại ca. Tụi em vừa mới tìm thấy dấu vết hồi sáng nay. Nó còn mới lắm. Chắc là hồi tối hôm qua thôi. Tụi bay tìm thấy dấu vết gì? Dạ, tụi em tìm thấy tàn tro còn lại trong rừng. Dạ. Tụi bay nghi ngờ thằng Hùng ở đó sao? Dạ, tụi em chỉ suy đoán thôi. Đó chỉ là suy đoán thôi. Chưa có thấy tận mắt thì chưa có nói được gì đâu. Dạ, chắc chắn là thằng Hùng nó đang ở đó. Nó đang tìm chỗ ẩn núp. Và khả năng của nó lẩn trốn trong rừng là rất cao. Rồi sao nữa, mày nói tiếp đi. Dạ, đại ca đang rất quan tâm tới chuyện của thằng Hùng. Nếu đại ca có nó làm tai sai thì đại ca muốn gì mà không được. Dạ. Được rồi, vậy tụi bay vào rừng tìm kiếm nó đi. Nếu là thằng Hùng đang ẩn nấp ở đó thì phải bắt nó cho bằng được. Vậy đây cho tao. Dạ, dạ. Em biết rồi. Biết chưa? Dạ. Nè, muốn chết hả? Đi phải nhìn đường chứ. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Lần sau nhớ đi đường cẩn thận đó. Dạ tôi biết rồi. Là Thư. Thư, là em đúng không? Em đang ở đâu vậy? Anh biết là em mà. Thư gì mà Thư? Túng này ông nội. Làm gì mà hỏi một tràng, ai biết đường đâu mà trả lời. Xin lỗi, tôi cứ tưởng mà ông gọi tôi có chuyện gì không vậy? Ông lên trường đi, tụi tôi đang ở trường đợi nè. Nhanh lên, tụi tôi đợi đó. Khoan đã. Là mình cứ tưởng là Thư gọi không à? Trời ơi, ta nói mới bóc cái điện thoại lên là nó nói một tràng từ Hà Nội vô tới Sài Gòn luôn. Tôi tưởng là thằng nào chửi tôi chứ. Tính chửi lại rồi đó. Nhưng mà nghe kỹ thì mới biết là giọng thằng Khôi đó. Tôi mới thôi. Khôi nói gì vậy? Nó nói tùm lum tùm la, tôi nghe tôi không có hiểu gì hết trơn á. Khôi nói cái gì thì nói đại đi. Ông làm tôi sốt ruột rồi đó. Nó nói cái gì mà Thư hả? Thư, Thư đang ở đâu vậy? Đó, vậy đó. Ủa, bộ ông Khôi với bà Thư có chuyện gì sao ta? Trời ơi, ai biết. Bây giờ bà hỏi tôi biết hỏi ai. Ủa, Khôi. Chào Khôi. Có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đủ vậy hả? Trời ơi, có cái chuyện gì đâu. Lâu lâu bạn bè người ta gặp nhau, tụ tập nói chuyện. Ông á nha, có người yêu rồi là coi như quên hết bạn bè. Đâu có. Ông ở đây, vậy Thư đâu? Thư đâu? Thư mất tích rồi. Cái gì? Mất tích? Mất tích hả? Trời, giỡn hoài. Bạn bè lâu lâu người ta gặp lại mà cứ giỡn hoài, ai chịu được. Tôi nói thiệt, Thư mất tích rồi. Ông nói thiệt hả? Ông nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe coi. Thư có việc phải về An Giang, tôi mới đưa Thư đi. Đến nơi thuê được nhà trọ thì cô ấy lại bị sốt. Tôi mới để Thư ở đó rồi đi mua thuốc hạ sốt cho cô ấy. Chừng khoảng vài phút sau quay lại thì cô ấy đã mất tích rồi. Hỏi ai thì cũng đều lắc đầu. Rồi có đi kiếm khắp nơi, có đi báo công an chưa? Tôi kiếm rồi và cũng đã báo công an, nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì. Rồi cô có báo cho mẹ Thư biết chưa? Báo rồi, nhưng mà vừa nghe tin Thư mất tích, bác ấy lên cơn đau tim, phải nhập viện luôn. Hả? Vậy rồi cô có sao không? Cũng may là đưa vô bệnh viện kịp thời nên không sao. Vậy là may rồi. Nhưng vẫn đang nằm bệnh viện để theo dõi. Thôi, ông về nghỉ ngơi sớm đi cho nó khỏe.
Còn tụi tôi thay phiên nhau đến chăm sóc cô cho. Làm phiền các bạn quá. Trời ơi, làm phiền cái gì, tụi này cũng là bạn thân của Thư với Khôi mà. Cảm ơn các bạn nhiều. Có gì đâu. Mẹ nấu gì mà thơm vậy? Con, mẹ mới học trên TV mấy món ngon lắm, tính nấu cho hai cha con ăn thử đây nè. Khỏi thử mẹ, mẹ nấu là ngon nhất rồi. Nè. Dạ. Bộ con có chuyện gì muốn nói với mẹ, có đúng không? Mẹ tên ý quá, chỉ có mẹ mới hiểu con. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Có chuyện gì? Nói mẹ nghe coi. Dạ, chuyện này liên quan tới Quân đó mẹ. Mẹ nghe nói nó bị mất trí nhớ. Giờ sao con? Bây giờ cô ấy đã hồi phục trí nhớ rồi. Con Quân đã phục hồi trí nhớ hoàn toàn hay là chỉ nhớ một vài chuyện thôi? Dạ, hầu như là hoàn toàn rồi đó mẹ. Cô nhớ ra ba mẹ cổ, cô còn nhớ con là chồng sắp cưới của cổ nữa. Nhớ lại được thì tốt. Có khi nào nó cố tình mất trí nhớ để khiến con phải lo lắng rồi bỏ qua chuyện đã xảy ra không con? Không có mẹ. Cô không có, không có giả bộ đâu. Cô mất trí nhớ thiệt. Làm sao mà dám chắc được hả con? Biết đâu chừng là mưu kế của gia đình bên đó. Họ cố tình làm như vậy để đánh vào lòng thương người của con thì sao? Không có đâu mẹ. Cổ hồi phục trí nhớ thiệt, con không có gạt mẹ đâu. Ừ, thì là mẹ lo cho con nên mẹ nói vậy thôi. Vậy là chuyện con muốn nói với mẹ chỉ là chuyện đó thôi hả? Dạ. Còn nữa mẹ, chuyện này quan trọng hơn nữa, mà chỉ có mẹ mới giúp được con thôi. Chuyện gì mà con có vẻ nghiêm trọng vậy con? Con muốn tổ chức đám cưới lại với Thùy Quân. Cái gì? Tổ chức đám cưới lại? Dạ. Con muốn nói với mẹ trước, để mẹ lựa lời, mẹ nói lại với ba. Không được đâu con. Bộ con quên chuyện đã xảy ra rồi hay sao? Con không quên mẹ, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Ba mẹ để bụng làm gì? Đâu có phải là để bụng. Con à, ba mẹ không có muốn con lấy người mà không yêu thương con. Có thể là bây giờ Quân chưa yêu con, nhưng con chắc chắn tình yêu của con sẽ cảm hóa được cô ấy. Con Quân đã yêu người khác rồi, con không thể nào đi theo phía sau nó hoài như vậy được. Bây giờ con sẽ không yêu ai khác ngoài Thùy Quân. Cho dù là con gái, con của những đối tác làm ăn của ba con, có đẹp, có giỏi giang cỡ nào thì con cũng mặc kệ. Trình à, con quên cái chuyện đó đi. Ba của con sẽ không đồng ý đâu. Mẹ, con biết ba con sẽ không đồng ý, vì vậy con mới nhờ mẹ. Đã nói không được đâu con à. Con cũng biết tính ba con rồi, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Mẹ, mẹ thử thuyết phục ba một lần nữa đi. Con tin là ba sẽ nghe lời của mẹ. Nghe mẹ, mẹ giúp con đi, lần này thôi. Nghe mẹ. Được rồi, để lúc nào thuận tiện. Dạ. Mẹ sẽ thử nói chuyện với ba con sao. Nhưng không hy vọng nhiều đâu nghe con. Con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Con về rồi đó hả? Nhìn con có vẻ mệt mỏi quá. Hay con vô trong nằm nghỉ một lát đi. Không sao đâu mẹ, con ngồi nghỉ chút xíu là khỏe à. À mẹ, con nhờ mẹ một chuyện được không? Có chuyện gì vậy con? Mẹ nấu giùm con một ít cháo. Con ngồi nghỉ một chút, chờ mẹ nấu cháo xong con sẽ đem vô cho mẹ Thư nha mẹ. Hay là con cứ nằm nghỉ đi, mẹ nấu xong rồi mẹ đem vô bệnh viện luôn. Mẹ cũng muốn thăm bà ấy cho biết. Thôi, phiền mẹ lắm. Để con đem vô được rồi, mẹ cứ nấu cháo giùm con là được. Ừ, thôi con cứ nằm nghỉ đi nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ê, cô ở trỏng, vô vô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô. Các con đây là... Dạ, tụi con là bạn học chung lớp với Thư và Khôi đó cô. À, học cùng lớp với Thư và Khôi. Dạ, mà cô ơi, Thư có nói gì với cô về tụi con không? Rồi, biết rồi. Vậy là Thư toàn nói xấu tụi con không đúng không? Không phải đâu. Thôi, tụi con ngồi đi. Tụi con tự nhiên mà. Dạ, tụi con nghe cô bị bệnh cho nên tụi con có mua một ít trái cây và sữa để biếu cô. Cô dùng cho mau khỏe nha. Trời ơi, tụi con đến đây thăm cô như vậy là tốt lắm rồi. Mẹ đặt quà cáp chia cho tốn kém vậy không biết nữa à. Dạ, không có gì đâu cô, chỉ là chút tấm lòng của tụi con thôi mà cô. Cô cảm ơn đúng tụi rồi đó con cô. Nha mà cô thấy trong người đã khỏe hơn chưa cô? Cô cũng khỏe nhiều rồi. Ủa, mà sao tụi con biết cô nằm viện ở đây mà tới thăm vậy? Bộ Khôi báo cho các con biết hay sao? Dạ. Tội nghiệp thằng Khôi, vừa lo lắng cho con Thư lại vừa phải chăm sóc cho cô như vậy, vất vả cho nó quá. Dạ, có cái là tụi con là bạn thân của Thư với Khôi thì tụi con xin phép ở lại đây thay phiên nhau chăm sóc cho cô. Dạ đúng đó cô. Không được đâu, như vậy phiền các con lắm. Tụi con còn phải lo chuyện học hành. Cô cảm ơn nghe. Dạ. Còn cô tự lo cho mình được mà. Mà nè, tụi con chơi chung với Thư như vậy mà Thư đi đâu tụi con không biết gì hay sao? Dạ, tụi con không có đi chơi chung với lại Thư với Khôi. Sao lạ vậy? Rõ ràng con Thư nói với cô là đi chơi chung với các bạn học cùng trường mà. Dạ, hay là bạn Thư bạn đi chơi chung với nhóm khác á, chứ tụi con là tụi con không có đi rồi. Dạ, đúng rồi. Chắc là nó nói mà cô nghe lầm. Dạ, tụi con xin phép cô về ạ. Dạ, tụi con xin phép cô. Dạ. Các con về, cảm ơn các con nha. Dạ, thưa cô con về. Sao lạ vậy kìa? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Phải công nhận mày lanh trí thiệt á. Nhờ mày giấu cái chuyện thằng Khôn chạy thoát tụi mình mới không bị la đó. Nếu không á thì tụi mình bị đại ca xử tội rồi. Tao tám thẹo chứ không phải như tụi mày tối ngày chỉ biết làm mà không có cái đầu để suy nghĩ. Nói chung cuộc đời của tụi bay chỉ có nhiêu đó à. Nó mày đã bậy trọc. Cái gì? Còn đỡ hơn mày. Tao sao? Không có sức, cũng không có cái đầu, chỉ được cái to miệng thôi. Vậy chứ cái này cái gì? Được, để rồi xem thằng Tư Đẹt này sẽ chứng minh cho tụi bay biết tao không phải là thằng vô dụng như tụi bay nghĩ đâu. Để rồi xem. Cãi lộn hoài. Hình như thằng Khùng của tụi bay ơi. Rồi theo nó. Đâu chắc không, tao có thấy gì đâu. Tao nói có là có mà, tao mới thấy cái bóng chạy ngang qua đó. Bây giờ tụi bay bọc đường này bắt nó. Nhanh đi.
Bị ép rồi, mình phải làm sao đây? Cho dù đêm có dài, xin hãy tin ngày mai mình sẽ đến. Anh và em suốt đời thuộc về nhau và ta luôn có nhau. Cho dù mai thế nào, khi khó khăn hiểm nguy trực chờ phía trước, yêu mình không ngã lòng, cùng chung chia đắng đót của kiếp người. Đã yêu nhau thì xin tin nhau thật lòng, không để cho hờn ghen lắng lo vui.